Bà Lan kêu gọi Nga ngăn chặn dân quân tại biên giới Ukraine, tin St. Petersburg. Cuộc họp ngoại trưởng ba nước Nga, Ba Lan và Đức ở St. Petersburg đã không mang lại tiếng nói đồng nhất. Họp báo sau khi họp Tây Ba, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky nói rằng ông ta tin tưởng Nga muốn xuống căng thẳng ở Ukraine và điều tốt nhất Nga có thể làm là ngăn chặn việc đưa dân quân và vũ khí qua Ukraine tại biên giới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng đây có nhiều sự diễn tả khác nhau về các biến cố ở Ukraine nhưng điều quan trọng nhất là đình chiến. Hai bên bắt đầu đối thoại, từ tháng 4 tới nay đã có nhiều người chết tại miền đông Ukraine, trong đó có dân quân ly khai và quân nhân Ukraine.